Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Đây là Lexaltic FX60 Plus phiên bản vang cơ quốc dân cho anh em khách hàng. Trong những ngày vừa qua thì đơn đặt hàng của anh em rất là nhiều với phiên bản Lexaltic FX60 Plus rồi. Và ngày hôm nay thì bên em Tùng làm một video nữa về dòng sản phẩm này để phù hợp với khách hàng. Khi các anh em mua hàng và đặt hàng tại cửa hàng em, các bác yên tâm hơn. Bên em gửi hàng loại một chuẩn nhất cho anh em khách hàng, hỗ trợ tặng dây kết nối và sẽ hỗ trợ setup cả cài đặt cho anh em tất cả tính năng tốt nhất. Những gì tốt nhất em sẽ dành tặng cho tất cả anh em khách hàng đã và đang quan tâm và ủng hộ kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Và ngày hôm nay tiếp tục lên sóng cho anh em, đây là dòng vàng Lexaltic FX60. Có thể là anh em đã biết qua phiên bản vàng này rồi đúng không ạ? Một trong phiên bản vàng quốc dân. Ở thời điểm dài thì trong khi Lexaltic ra rất nhiều phiên bản thì Lexaltic FX60 vẫn là một trong những phiên bản mà anh em chơi rất là nhiều. Đấy, bởi vì phiên bản này quá là dễ sử dụng, ít lỗi và âm thanh cực kỳ hay, dễ sử dụng là cái yếu tố đầu tiên. Thứ hai nữa là ít lỗi là cái yếu tố thứ hai. Và thứ ba nữa, giá thành rất hấp dẫn người tiêu dùng. 1.100.000 đồng có anh em đã sở hữu ngay cho mình một phiên bản vang cơ rồi. Giá rất rẻ nhưng mà rất là chất lượng cho anh em nhá. Ngay bây giờ thì cùng với em Tùng Audio kiểm tra tính năng chất lượng âm thanh đến từ phiên bản Lexaltic FX60 Plus. Đầu tiên là về thiết kế giao diện, lại một lần nữa nào. Những anh em mới đăng ký kênh hãy xem hết video ngày hôm nay của bên em để trải nghiệm được một cái dòng vang, có thể gọi là dòng vang quốc dân, được rất nhiều anh em lựa chọn nâng cấp và dàn máy âm thanh gia đình và cảm thấy hài lòng. Thiết kế phay nhôm màu đen dễ phối đồ, đầy đủ tính năng chỉnh cơ cho anh em người dùng thao tác trên thân máy cho em. Với các chế độ âm thanh tính năng của delay thì pit cho dạy echo, các dạy bass trung chép dành cho phần echo, bass trung chép dành cho phần mic, bass trung chép dành cho phần nhạc. Đa phần là anh em sử dụng thì các cái giải bass trung chép thì rất là quen thuộc rồi anh em rồi đúng không ạ? Có duy nhất cái giải tính năng delay repeat là có thể là anh em chưa sử dụng vang bao giờ, đặc biệt là với những em sử dụng âm đi thì chúng ta chưa biết cái tính năng đó. Và xin giới thiệu cho anh em, đây là hai cái tính năng của giải echo. Đấy, hỗ trợ cho anh em có cái chế độ vang nhẹ, nhanh, chậm và nhiều ít. Chúng ta sẽ thao tác hai vị tính năng này. Còn lại chất lượng âm thanh thì nó được cải trên thân máy rồi các bạn. Nên là chúng ta cất lên được ca tiếng hát, các bác sẽ cải thiện được cái chế độ âm thanh giọng hát ngọt ngào, dễ hát. Và chúng ta sẽ điều chỉnh được cái chế độ dài ngắn, âm thanh nhiều ít của chế độ âm thanh echo qua hai tính năng delay repeat. Các bác yên tâm đi ạ, khi mới nhận hàng về em không để các bác tự tinh chỉnh đâu. Bên em sẽ hỗ trợ setup và cài đặt luôn cho anh em tính năng, nên các bác nhận hàng về cứ thao tác vặn cho em ba phím tính năng âm lượng tổng, và ba phím này chắc hẳn là anh em sẽ nhận ra ngay lập tức khi nhận hàng về, đó là ba phím âm thanh echo tổng, âm lượng tổng mic, âm lượng tổng nhạc, ba phím volume thiết kế có đèn led và làm ngay góc tay phải màn hình, rất dễ dàng nhận biết cho anh em khách hàng. Đấy, chỉ cần thao tác vặn cho em đúng ba phím tính năng này thôi, khi nhận hàng về là các anh em đã có thể thao tác căn chỉnh sử dụng một cách rất đơn giản và vô cùng hiệu quả rồi, không cần phải thao tác quá nhiều đâu. Sau vài lần sử dụng là toàn bộ tính năng delay repeat hay giải bass trung chép anh em có thể tự mình tinh chỉnh và cải thiện ngay. Còn những anh em đã sử dụng qua những dòng vang trước đó thì chắc chắn là chúng ta đã có thể biết cách căn chỉnh rồi, em không nhắc lại nữa. Lexaltic FX60 là một trong những phiên bản vang cơ đài số hàng loại 1 nhập khẩu chất lượng bên em. Các bác nhìn đúng em, các phím chức năng, phím mềm đây ạ. Đấy, để các bác anh em biết rằng đây là hàng chuẩn nó như thế nào. Và cái phiên bản Lexaltic FX60 này có thể lấy nhạc qua hầu hết các trang thiết bị âm thanh cơ bản. Lấy từ TV, lấy điện thoại hay là lấy từ máy tính cấp vào đều được cả. Qua nhiều các đường cổng cắm hiện đại, USB, cổng quang, Bluetooth, đấy, đường dây tín hiệu trắng đỏ AUX1, AUX2 cho anh em lấy tín hiệu nhạc, TV, máy tính, điện thoại di động đều có thể sử dụng được nhá. Và đây là một trong số ít những dòng vang còn giữ lại được cổng center phía mặt sau, là một trong những cái đường cổng chúng ta có thể lấy thêm một đường tín hiệu nhạc nữa hoặc là đường tín hiệu mic. Đấy, và có sử dụng đường cổng ca lông cho anh em ghép nối các thiết bị hoặc là đường cổng AV nhá các bác. Khi nhận hàng về là bên em sẽ tặng đường cổng ca lông, tức là bên em sẽ tặng dây ca lông ra hoa sen để anh em ghép âm ni, hoặc là ca lông ra hoa ca lông đực ra ca lông cái để anh em ghép đối thiết bị như là cục đây. Đấy. Và ngoài ra phía mặt sau của Lexaltic FX60 có thêm hai đường cổng ca lông cắm mic và đường cổng dây 6 ly cho anh em cắm mic. Các bạn thấy thế nào ạ? Một trong những phiên bản có nhiều tính năng đặc biệt mà những dòng vang cơ đài số bây giờ không có giữ lại được nữa rồi. Đặc biệt là với các đường cổng cắm mặt trước, với anh em để tủ đồ mà chúng ta sử dụng mic dây đó thì các bác rất thích những cái con mic mà có lỗ cắm cả mic mặt trước đúng không ạ? Và Lexaltic FX60 Plus thì sao ạ? Có đường cổng cắm mic cho anh em. Có chống ngú này. Đấy, và khi chúng ta lấy được tín hiệu nhạc vào, nó có một cái dải đèn led rất đẹp và độc đáo trên này. Và ngay bây giờ thì cùng các anh em trải nghiệm âm thanh của dòng vang Lexaltic FX60, một trong những phiên bản mà không bao giờ lỗi thời các bạn, nó thật quá.
Vâng, như vậy là các bác đã nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ phiên bản Lekatic FX60 rồi đúng không ạ? Các bác cảm nhận như thế nào với từ chất lượng âm thanh nhạc? Đó mới chỉ là phần nhạc thôi, mới là bắt đầu thôi các bạn, mới khởi động thôi. Phần nhạc bát chung chép hầu như ở đây thì em chưa căn chỉnh gì cả. Em để chế độ mặc định của máy nó cân bằng hết các chế giải bát chung chép. Nhưng nghe nhạc tiếng nhạc đã sáng sạch và ổn định hơn nhiều so với chúng ta sử dụng các thiết bị âm thanh thông thường rồi phải không ạ? Chúng ta có thể tự mình tinh chỉnh các giải âm thanh bát chung chép theo cái độ hiệu quả các anh em muốn nghe nhé. Giải bát, giải lời, giải chép chúng ta thao tác trên thân máy với chế độ music tone. Đấy. Và quan trọng khi chúng ta sử dụng vang, chắc chắn rồi chúng ta sẽ quan tâm đến cái vấn đề quan trọng nhất, đó là cái tiếng lời ca tiếng hát của mình. Âm thanh nó sẽ thay đổi, nó sẽ hoàn thiện như thế nào. Ở đây thì em sử dụng một bộ mic dây rẻ tiền thôi và cùng anh em test âm thanh đến từ dòng vang Lekatic FX60 Plus nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10. Là 1 2 5 6 7 8 9 10. 1 2 5 6 7 8 9 10. Các bác cảm nhận như thế nào với tiếng âm thanh đến từ Lekatic FX60 với chế độ âm thanh chủ yếu của những cái dòng vang cơ sẽ là tính năng echo, và em thấy cái dòng echo của em này rất là hay, ngọt, dễ hát với cái tính năng delay và repeat. Đây là cái chế độ lịnh tiếng. Làm cho giọng hát của anh em khi chúng ta cất lên được ca tiếng hát sẽ có thêm một cái chế độ lặp lại của giọng hát. Khi mà chúng ta hát nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc trữ tình thì nó sẽ đỡ luôn cái giọng hát, đỡ bị khô khan. Đặc biệt là khi mà chúng ta hát thì chúng ta rất cần luyến náy ngân nga rồi, những cái bản nhạc trữ tình như vậy đúng không ạ? Thì chắc chắn cần phải có tính năng echo để giọng hát nó đỡ bị khô, đỡ bị thô tiếng. Khi mà chúng ta cất lên được ca tiếng hát thì đa phần chúng ta sẽ sử dụng về tính năng echo, và phiên bản vang cơ thì nó sẽ hỗ trợ về hiệu ứng âm thanh echo cực kỳ hay các bác nhá. Các bác đã được nghe âm thanh thô rồi, em thử cho anh em nghe là các bác biết được cái dòng âm thanh, cái dòng này nó chất lượng như thế nào. Tại sao thì bên cả anh em đang có rất nhiều các mẫu mã của Lake mà em Tùng vẫn nhập về phiên bản Lekatic FX60, vì chủ yếu là khi anh em người tiêu dùng chúng ta đánh giá cao những cái mẫu sản phẩm bên em bán cho anh em khách hàng, và thứ nữa là bên em cũng đã test qua rồi, em cảm thấy hay và chất lượng bán cho anh em người tiêu dùng người ta cũng đánh giá tốt, thì chắc chắn những cái lô hàng đó bên em sẽ để lên kệ trưng bày và chắc chắn sẽ có hàng liên tục để phục vụ anh khách hàng. Và Lekatic FX60 Pro là một trong phiên bản như vậy. Và ngày hôm nay thì bên em Tùng Audio cũng nhận được rất nhiều đơn hàng của anh em là đám ngay một phiên bản Lekatic FX60 trên kênh YouTube Tùng Audio, một cái video ngắn gọn thôi phục vụ anh em khách hàng. Nếu như các anh em đã có nhu cầu với phiên bản này, các bác gọi điện bên em 0979629336 nhé. 1.100.000 đồng cho đó bên Tùng đã bao ship và tặng giấy kết nối, và không còn nhiều cơ hội đâu. Có thể là một vài tuần nữa là Lekatic FX60 sẽ lại tăng giá. Nếu anh em còn có nhu cầu, các bác muốn giá hấp dẫn như thế này, các bác cứ liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới màn hình. Và chúc các anh em có cho mình một giọng ca ngọt ngào với phiên bản Lekatic FX60 Plus. Xin chào các bác.